โอเคสวัสดีนะครับบ่าថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង CS Property បាទមេរៀនមុនយើងនិយាយរួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការ add class CS ចូលទៅកាន់ HTML តាមរយៈ jQuery ឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីរបៀប return CS របស់ Property ហ្នឹងនិងការ set Property របស់ CS ហ្នឹងទៅកាន់ HTML ផ្ទាល់មកគឺអត់តាក់ទងជាមួយនឹង class ទេគឺយើង add ផ្ទាល់ return ផ្ទាល់ជាមួយនឹង jQuery អូខេឥឡូវយើងទៅបង្កើត file ឥឡូវខ្ញុំកាត់ file test 6 HTML នេះបាទហើយខ្ញុំ connect jQuery ហើយហើយបន្ទាប់មកនៅកន្លែង body នេះខ្ញុំខ្ញុំដាក់ថា h1 បាទយើង study return ឬក៏ set CSS property បាទ property អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់take p we studyCS property បាទបាទ my jQuery ចុះបាទអូខេឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំ ID ដាក់ ID មកអាចដាក់ ID ខ្ញុំដាក់បាទដាក់ style sheet បាទ background color យើងយក blueបាទយកលុមកអូខេ padding 20 px អូខេតោះមកខ្ញុំទៅបង្កើតបតុងមកទៅចាប់ចុចយើងចង់ដឹងថាតើ style sheet នេះtake p នេះ per style sheet ហ្នឹង property មួយណាដែលមានតម្លៃប្រមាណអូខេឥឡូវយើងទៅបង្កើតបតុងយើងប្រភេទ ID ណាបាទ btn return cas ណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះថា return ណាអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះយើងទៅទៅសេតតុងជំនួយ jQuery យើង script $document .read .read function អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចប៊ូតុងដុល្លារតុងយើងជាលក្ខណៈ ID អញ្ចឹងត្រូវប្រើទងជុំ btn get btn return បាទយើង return cs dot click មកយើងប្រើ function អូខេបិទវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពេលយើងคลิกទៅយើងចង់បាន return ហើយខ្ញុំ alert មកបាទ alert missing CSS property ចឹងមកខ្ញុំបូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹងយើងយក class p ដល់ណាយើងត្រូវចាប់វាសិនតែសួយតែសោកពេកយើង .css ហើយខ្ញុំសាមដែរអូខេឥឡូវយើងទៅ refresh localhost / jQuery លេខ6បាទអានេះយើង blue background blue យើង return មកអូខេជប់សិន alert សេតទៅវិញBTN return CS return alert missing CS property dot CS okay template okay កន្លែងនេះយើងអត់បានបញ្ជាក់ថាតើ property មួយណាយើង take a sample email ប៉ុន្តែនៅក្នុង style sheet property របស់ style sheet មានច្រើនវាមាន background color វាមាន padding វាមាន text align ស្អីច្រើនហ្នឹងទៅតែយើងអត់បញ្ជាក់ថាមួយណាអញ្ចឹងយើងកន្លែងយើងត្រូវបញ្ជាក់សិនថាតើយើងប្រើ property មួយណាដើម្បីទៅរកតម្លៃរបស់វាឥឡូវយើងចង់ចាប់ property CSS របស់ background color តែយើងចង់ថាតើគេប្រើ background color មួយណាបាទឥឡូវយើងត្រូវ refresh គេ refresh មកខ្ញុំ return បាទនេះ color គឺ blueបាទ RGB blue គឺប៉ុណ្ណេះតម្លៃវាប៉ុណ្ណឹងចុះបើយើងករណីចង់ចាប់ padding តើដឹងថា padding គេប្រើប្រមាណអញ្ចឹងយើងលុបមកយើងសាកដាក់ padding វិញមក
ok padding chẳng padding như một thấy á là chúng ta refresh trở lại dưới refresh máu thì thơ này CF của thím padding một thấy thì ok chẳng cái này cứ chỉ ca chạm và cứ chỉ ca chạm CF bao dương pro thí CF bao dương trong đơn thằng trở lại của màn đó là dương trong save mình đây chính là một cái bật tống đầy miền ID mà nâng BTN set set property set property chứ ok hay như là set set CA ok CA chẳng lại bật tông ní thì cái này nhóm copy anh ấy mà và yeah copy mà lại nhóm đặt ra BTN set mình và set property chẳng bây giờ cho set pop set set c e f p thu vậy ta và như mình set đó ní chụp chụp anh ấy như mà trong mà alert đi dương set toa từ mỏng dương ở trong alert mi set dương trong ban p và p dot css nó là css trong đó dương cái này chụp background như trong set background copy mang xuống dương trong mang background này và background này hay bị mối nó bị cái này như trong đó lại đây lại bàn trắng lấy dân đạn thế dân đạn red rồi ok anh em mình chồng bị biết đã thế là dân châu từ mười dân set p từ chỉ red wing anh em refresh dân nhé kiểu background những kiểu là dân set mà những cái tờ của họ mình set CE ok ok tay mua tiền anh ấy dương set ban là mùi gì cho bà dương trong cả này set ban chờn ta dương thử thử mình bây giờ trong set chờn property dương còn bà kịp lại ní bà kịp lại ní mùi tiết hai dương phở ní mình dương phở rẻ một bì mình bà hai tấm áo dương cái bìa bị hả dương đã tha padding ok padding lấy padding như nặng mà rồi và nên là mà rồi px bây giờ mất biên mới tiết font size font độ size font size với nhiều nặng mà đã pi hồi px ok lại đi ra một pi ok chẳng bây giờ cho set tràn pro thì bản thân dùng cho cả này cho set tràn pro thì robot CF thì mỗi dân thời phần kiệm ní và hay ta lại viết là sao để một kinh nghiệm ta lại nhé anh mùi anh ấy mà bật lọc và anh mà bật lọc với anh ấy mà bật phone bảo vệ anh chè ok chắc như tôi frame xa tiết và tấm như set CF ok chẳng tùy tay viết po cả hóm cho môi nâng phốn bì rồi bì ếch hay nâng padding viết cứ mở rồi hạ sập mở rồi padding viết mở rồi phải đi mở rồi phone size bì hối rệt ok chẳng mê rin ý cứ chọc tay bản nè đại vì tệ tôn cho môi nâng ca return CS đôi mình tệ tôn cho môi nâng khá phù hợp ca mê rin muốn dừng sức sàng bì rồi bì ếch khá là CS chỗ và add class CA chỗ hay nâng ca remove class CA trên mình hay mê rên cứ add toàn mà cũng cứ add property robot CA toàn mà anh ấy cứ return CA hay nâng ca add lấy dừng mưa lấy là tập hóa chứ cái nhé bà này cái nhé ok chứ nhớ cho mạch bằng class dừng add property CA toàn mà đói function dot CA function dot CA ok chứ sừng khâm thay nè tỏa hình vô lập bởi sân chì bên pa nha chẳng gọi lấy ai comment chia sầm nú nơi YouTube channel bọc nhóm ok, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.